Hello, hello. Xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Cái mà đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay đã cũng như là hàng ngày Thuận có rất nhiều những cái tin tức Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Hôm nay đã cũng là một ngày mà đầy tin tức luôn. Thuận cũng đã cố gắng sắp xếp những tin tức này một cách nó lo trực nhất để mà chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết thì chúng ta hãy bắt đầu nhìn vào các chỉ số chứng khoán tại Hoa Kỳ thì các bạn đã thấy rồi. Hôm nay đây chúng ta thấy được cả ba chỉ số đều đi xuống một chút các bạn nhưng mà không phải xuống nhiều lắm Và đặc biệt đó, hôm nay chỉ số Nasdaq thì xuống 0.1% Trong khi các bạn thấy được là Dow Jones là chỉ số một số duy nhất là xuống 0.71% Free market thì bây giờ thì cũng không có sự thay đổi nhiều Các bạn thấy được là chúng ta có Dow Futures là tăng 0.02 là coi như cũng không có sự thay đổi S&P Futures cũng vậy và Nasdaq Futures thì xuống 0.12% Chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đó, hôm nay thì tăng nhẹ một chút, tăng 0.55% các bạn ở mức là 77 đô và 47 cent cho một thùng dầu. Thì mức giá này cũng không gì gọi là quá đặc biệt đâu, các bạn đã biết là hợp đồng dầu đó. Thì sau khi mà chúng ta đã biết cái thông tin là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tung thêm dầu ra trên thị trường để mà giữ giá dầu thấp, trong khi chúng ta thì được là ngược lại đó thì ở bên cái nhóm OPEC Plus thì họ lại muốn cắt giảm sản lượng để mà đẩy giá dầu lên thì từ khi mà có thông tin đó đó trong vòng 2 3 tháng qua dầu thì cũng cỡ đó mà thôi từ 70 tới 80 đô. Còn về vàng thì sao? Vàng hôm nay cũng không có sự thay đổi các bạn ở mức là 1836 đô cho một ounce vàng. Chúng ta nói tới crypto đó thì đầu tiên hết nói về BTC thì các bạn được là Bitcoin mức giá ngay bây giờ đó sau ngày hôm qua thì cũng không có cái sự thay đổi các bạn hầu như là mấy ngày hôm nay đây BTC thì trong vòng phạm vi 24 giờ cũng có một cái sự lên xuống nho nhỏ nhưng mà các bạn thì được là giá cả cũng cỡ đó mà thôi và thật ra đây là cái mức giá mà chúng ta đã thấy à, từ cái à, thời điểm là khoảng chừng ngày 26 tới bây giờ rồi các bạn thì được 2 3 ngày qua thì mức giá nó cũng xoay quanh mức là khoảng chừng 23.000 tới 23.500 đô và hôm nay đó chúng ta đang thấy được là chúng ta đã đóng lại cái nến tháng của btc nghĩa là tháng 2 thì kết quả ra sao các bạn sẽ thấy được khi mà thuận chuyển qua cái nến tháng đó đây là một cái tháng mà sau khi à, có biết bao nhiêu là cái sự dao động thì cuối cùng các bạn thấy được đây là một cái tháng mà đóng lại hầu như là ngay cái mức mở đầu luôn và chúng ta có thể nhìn thấy được là thống kê tháng 2 đó thì sự tăng trưởng là gần như không phần trăm các bạn tăng trưởng một chút xíu mà thôi cái mức giá mở đầu tháng tới cuối tháng đó thì giống nhau sau khi chúng ta đã có một cái tháng 1 rất là hoành tráng đã tăng 4% Tháng này vừa à, kết thúc đó thì không có sự thay đổi nhiều Chúng ta bây giờ đã bước qua tháng 3 rồi Và chúng ta được là lần cuối cùng Chúng ta thấy có một tháng mà không có sự thay đổi đó Là hồi tháng 1 của năm 2017 Các bạn đã rất rất lâu rồi Chúng ta không thấy BTC mở đầu một tháng Và đóng đầu một tháng cùng một mức Và đây là lần thứ hai trong lịch sử là một tháng mà sau khi có nhiều cái sự dao động cuối cùng chúng ta lại trở về chỗ cũ và chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC thì không có sự thay đổi so với giá này ngày hôm qua và cả thị trường crypto cũng cỡ đó mà thôi các bạn thấy được là xuống 0.5% vốn hóa cũng như vậy 1.1 nghìn tỷ Ethereum thì xuống 0.6% cũng tương tự như là BTC những đồng lớn khác thì chúng ta có Cardano xuống 3% ngoại trừ Cardano ra thì phần lớn cũng xuống tương tự như là BTC khi mà chúng ta nhìn vào tình hình chung đó, của kinh tế vĩ mô đó thì uh, có một điều mà thuận thấy được nó có một cái sự khác biệt so với năm rồi năm rồi đó thì chúng ta rất là thích những cái thông tin xấu các bạn nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng không nhận được nhiều thông tin xấu mà thị trường vẫn luôn có những thông tin tốt cho thấy được là nền kinh tế nhất là ở hoa kỳ đó, thì vẫn đang rất là ổn định khi mà chúng ta nhìn vào những cái chỉ số như là liên quan đến uh, phần trăm thất nghiệp thì rất là thấp và lúc đó các bạn được là mỗi lần mà chúng ta có một thông tin tốt ở trong thị trường tài chính thì đó là một ngày mà các chỉ số rất là đỏ có nghĩa là mọi người lo sợ tin tức tốt các bạn lúc đó là một cái thời gian mà nó rất là ngược đời thay vì đó những thông tin như là thất nghiệp ở cái mức thấp người dân vẫn còn chi tiêu những cái thông tin đó những thông tin mà sẽ đẩy những cái chỉ số chứng khoán tăng lên tại vì đó là dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế đang tiếp tục phát triển nhưng mà tại vì năm vừa rồi rồi chúng ta quá lo sợ việc Fed tăng lãi suất cho nên mỗi lần mà có tin tức tốt chúng ta lại liên tưởng tới là Fed sẽ dùng đó làm cái cớ để mà tăng lãi suất khiến cho là chúng ta tiếp tục thấy giá cổ phiếu đi xuống từ đầu năm nay tới bây giờ đó thì có một cái sự khác biệt hơn một chút các bạn thấy được là gần đây chúng ta cũng vẫn tiếp tục nhận được những thông tin tương tự phần trăm thất nghiệp vẫn còn thấp À, tuy là các bạn thấy được là nền kinh tế đã chậm lại Chúng ta cũng có cái thông tin như là ngày hôm nay đó Thì uh, Target là một cái chuỗi siêu thị rất là lớn Thì cũng đã thông báo cái kết quả cũng tương tự như cái siêu thị khác Chúng ta đã nói tới uh, khoảng chừng là cách đây một hai tuần Thì công báo quý 4 của họ đó cũng rất là tốt luôn Các bạn thấy được là họ đã có một cái uh, thu nhập cao hơn nữa ước tính 31.4 tỷ đô la so với ước tính là 30.72 tỷ Và thu nhập đó tính theo từng cổ phần thì rất là tốt các bạn 1.89 cent cho một cổ phần so với ước tính kia 1.4 mà thôi thì đây là một kết quả rất là mỹ mãn đối với lại target nhưng mà các bạn thấy được là sau khi mà có thông báo này đó thì họ cũng kèm theo là cái nhận định của họ về nền kinh tế cái năm nay đó thì không có được lạc quan lắm họ đã thấy được là đối với những người tiêu dùng thì họ vẫn sử dụng tiền hiện bây giờ cũng giống như là các bạn thấy những ngân hàng thông báo thì họ vẫn thấy người dân còn tiền trong account của họ thì họ người dân vẫn tiếp tục xài tiền nhưng mà cái sự khác biệt đó là người dân bây giờ đã có cái xu hướng khác với lại cách đây một năm bây giờ họ chú tâm uh, sử dụng tiền cho những thứ mà cần thiết giống như là đi chợ uh, mua rau củ quả hơn là họ đi mua những cái thứ xa xỉ đó là một cái sự khác biệt trong cái cách xa tiền của những cái uh, người tiêu dùng hiện bây giờ thì đây là cái nhận định đến từ target nó cũng tương tự như chúng ta đã nghe nhận định đến từ walmart và nhận định đến từ home depot thường đã chia sẻ rồi với các bạn thì tất cả như này đó vẫn cho thấy một điều là nền kinh tế thực sự vẫn còn đang rất là tốt và chúng ta chỉ bắt đầu thấy những dấu hiệu chậm lại đầu tiên mà thôi thì cho nên bây giờ thường cảm thấy là những khi chúng ta có những cái thông tin tốt đó thì không hẳn là thị trường sẽ phản ứng cực kỳ tệ nữa mà giống như là bây giờ mọi người cũng không biết nên xử lý những thông tin đó như thế nào nữa các bạn Chúng ta đột ngột có một cái chỉ số PCE không bao nhiêu ý muốn Bây giờ khi chúng ta nhìn vào cái hợp đồng tương lai liên quan đến lãi suất của Fed ấy, thì các bạn đã biết là còn khoảng chừng 3 tuần nữa ngày 22 tháng 3 của tháng này nè thì chúng ta sẽ biết cái kết quả của đợt hợp kế tiếp của Fed và các bạn đang thấy được là hiện bây giờ đó thì 75.3% nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25 và khoảng chừng là 24.7% là nghiêng về Fed sẽ tăng tới 0.5 các bạn trong khi các bạn trả trở về cái đề vài tuần đó thì chúng ta không những là không có nhiều người nghĩ là sẽ tăng 0.5% mà thậm chí chúng ta còn có một số những hợp đồng nghiêng về là Fed sẽ không tăng bây giờ thì không còn nữa các bạn bây giờ hầu như là phần lớn vẫn nghiêng về là Fed tăng 0.25% thì bây giờ mọi người đều có một cái sự lo lắng là Fed có thể tiếp tục tăng và cái mức lãi suất có thể tăng lên tới 5.0 hay 5.25. Sự khác biệt đối với thuần cũng không phải là nhiều lắm. Cái sự quan trọng hơn đó là Fed sẽ giữ mức lãi suất cao bao nhiêu thì bây giờ với cái chỉ số pc không như mong đợi đó chúng ta cũng không thể nào biết được là tết sẽ có những cái ý định gì và chúng ta sẽ có thêm một chỉ số lạm phát là cpi tháng này và thêm một chỉ số phần trăm thất nghiệp nữa thì hai cái đó cũng sẽ có sức ảnh hưởng đối với fed sẽ suy nghĩ gì cho nên bây giờ đó tin tức tốt cũng không hẳn là xấu đâu các bạn tại vì bây giờ mọi người đó thì cũng có một cái sự kỳ vọng là có thể nền kinh tế đủ mạnh để Fed có thể tiếp tục giữ lãi suất ở một mức cao một thời gian mà không đi vào suy thoái. Cho nên đối với lại những cái thông tin tốt gần đây các bạn thấy là ít ra ở trong thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ nó không có được xử lý một cách rõ ràng tại bây giờ mọi người cũng không có hiểu là nên xử lý những thông tin tốt như thế nào. Và tất cả những điều này như thường dự chia sẻ là liên quan tới Fed sẽ có quyết định gì liên quan tới lãi suất và cái chiến lược tiền tệ và điều đó cũng làm ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng đô la. Các bạn đã biết là chỉ số DXY là một chỉ số mà đo lường sức mạnh của đồng đô la so với những đồng lớn khác như là đồng bảng Anh, đồng Nhật Bản hay là đồng euro thì vẫn tiếp tục có một cái sự hồi phục trở lại các bạn. Tuy là sau khi mà lên tới mức là 105.21 điểm Cách đây 4 ngày đó, thì đã có một sự khựng lại, bây giờ đã giảm xuống một chút xíu các bạn ở mức là 100 là 4.88. Nhưng mà cách đây không lâu, các bạn cũng đã nhớ là chỉ số này đã có một cái thời gian giảm liên tục từ tháng 9 từ 114 điểm mà giảm tới thời điểm là đầu tháng 2 ở mức là 101 điểm thì ai cũng đang kỳ vọng là chỉ số này tiếp tục giảm dưới 100 điểm. À, tại vì sao? Tại vì các bạn đầu tư chứng khoán hay là đầu tư Bitcoin hay là crypto nói chung đó, thì chúng ta cũng nên quan tâm đến chỉ số DXY. Tuy là các bạn có thể zoom vào một thời gian ngắn hạn thì có thể là cái sự tương quan nó không có rõ ràng lắm nhưng mà đây là một cái bài được chia sẻ ở trên Twitter thì người này nói là khi chúng ta zoom ra dài hạn hơn đó có thể tính từ thời điểm năm 2011 tới bây giờ thì ở bên trên này là giá của BTC và bên dưới này đó chính là xu hướng của chỉ số DXY thì nếu chúng ta nhìn dài hạn đó thì có rất nhiều dẫn chứng cho thấy được là mỗi một lần mà chỉ số DXY này tăng lên đó, thì các bạn thấy được là giá của BTC ra sao giá của BTC có một xu hướng đi xuống dài hạn và đây là một trong những dẫn chứng dài hạn cho thấy chúng ta có một cái mối tương quan âm giữa chỉ số DXY với lại giá của BTC cũng như là chỉ số DXY và giá của cổ phiếu tại Hoa Kỳ khi chúng ta nói tới những cái chỉ số lớn như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq vì lý do đó cho nên thường thường hay dùng nhiều thời gian để mà chia sẻ một chút xíu về nền kinh tế của Hoa Kỳ nói chung cũng như là một số thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô để các bạn hiểu hơn. Nhiều bạn thì uh, tôi cũng thấy là rất là thích uh, sử dụng phân tích kỹ thuật để xem coi là DXY xuống sẽ ra sao thì có thể cũng sử dụng phân tích kỹ thuật được các bạn. Nhưng mà đối thôi nó hơi khó một chút tại vì đó là chỉ số này đó nó sẽ liên quan đến một số những cái quyết định và những quyết định đó sẽ khiến cho cái xu hướng này sẽ thay đổi có thể rất đột ngột luôn giống như là những quyết định gần đây liên quan đến nhật bản sẽ tính như thế nào liên quan tới lãi suất ở châu âu sẽ có quyết định gì còn ở hoa kỳ thì quyết định sẽ ra sao các bạn thấy được là nếu chúng ta muốn thấy cái chỉ số đi xuống đó, thì tôi nghĩ là thứ nhất là fed phải có cái giọng điệu là ôn hòa hơn và những cái nơi khác đó như là châu âu ở Đức anh hay là nhật bản đó, thì cần phải quyết tâm hơn để mà tăng lãi suất thì lúc đó đồng của họ mới có cái sự hồi phục trở lại rồi sau đó chúng ta mới thấy được là đồng đô la bắt đầu là có cái à, sự giảm xuống thì chỉ số này mới giảm xuống các bạn và trên căn bản đó nhiều bạn thì nghĩ là quốc gia nào cũng muốn đồng của mình mạnh thì không phải đâu các bạn khi đồng đô la mạnh thì không hẳn là tốt cho hoa kỳ tại vì khi đồng đô la mạnh đó, thì nếu như các bạn là một người mà đi du lịch thì đi như các bạn thích rồi các bạn có thể dùng đô la đổi ra nhiều tiền địa phương mà các bạn đang đi du lịch hay là các bạn là một người mà nhập khẩu thì các bạn thích đồng đô la mạnh tại vì các bạn có thể dùng một số tiền như vậy nhưng mà đổi được nhiều hàng hóa hơn nhưng mà ngược lại các bạn là một công ty xuất khẩu đó thì sẽ không có được tốt Lắm, tại vì đồng đô la mạnh cũng đồng nghĩa là hàng hóa các bạn ở mức giá cao hơn và khó cạnh tranh hơn so với hàng hóa ở những cái quốc gia khác và các bạn có thể nghĩ là Hoa Kỳ không xuất khẩu nhiều thực ra Hoa Kỳ xuất khẩu rất là nhiều các bạn cứ nghĩ đi những công ty như là Nike hay là những công ty như là Apple hay là Microsoft họ bán khắp nơi trên thế giới các bạn thì khi mà họ có thu nhập họ sẽ làm gì họ sẽ đem thu nhập đó về Hoa Kỳ để đóng thuế vân vân à, thì khi mà họ đem về Hoa Kỳ thì đương nhiên họ sẽ hoán đổi tiền nơi đó ra đô la nếu đô la mạnh thì thu nhập của họ sẽ bị giảm cho nên đồng đô la mạnh cũng không hẳn là tốt cho một quốc gia đâu và trên căn bản đó nhiều quốc gia không thích đồng của mình có sự tăng trưởng mạnh Nhưng mà không phải thông tin gì à, cũng là thông tin xấu đâu Chúng ta cũng có một cái thông tin rất là mới Khi mà Thuận bắt đầu bật cái máy quay ngày hôm nay đó, Thì mới thấy thông tin này Đây là thông tin liên quan đến Trung Quốc các bạn Chi tiết hơn đó là có hai điều Thứ nhất là chúng ta thấy được là cái chỉ số đo lường hoạt động liên quan tới sản xuất của Trung Quốc đó đã tăng lên rồi các bạn Thì đây là một cái chỉ số gọi là Manufacturer Purchasing Manager Index hay là MPMI thì đây là một chỉ số mà họ đo lường những cái người quản lý ở những công xưởng xem coi những người quản lý đó họ có nhận được bao nhiêu hàng người ta order họ kinh doanh ra sao cái sản lượng của cái nơi họ sản xuất như thế nào và đây là một trong những cái cuộc khảo sát hỏi những cái người quản lý đó xem coi là họ có nhận định gì về cái hoạt động hiện bây giờ ở trong cái xưởng của họ thì cái chỉ số này mức là 52.6 thì các bạn hiểu nếu chỉ số này mức là 50 đó có nghĩa là trong tất cả những người quản lý mà họ hỏi thì 50-50, 50 người à, nghĩ là tình hình bây giờ không được tốt họ không có nhận được nhiều đơn hàng và họ cũng không có nhiều hoạt động liên quan đến sản xuất còn 50 người kia thì nghĩ là đang rất là tốt thì đó là chỉ số gọi là cân bằng 50-50. Khi mà chỉ số này tăng lên á, giống như là mức bây giờ là 50 12.6 có nghĩa là nhiều người hơn đã lên tiếng nói là không. Bây giờ hoạt động ở công xưởng của họ rất là tốt và họ thấy được là có được nhiều đơn hàng và đây là một trong những cái thước đo xem coi là cái ngành sản xuất ở Trung Quốc hoạt động như thế nào. Và các bạn có thể thấy được đây là cái chỉ số cao nhất kể từ tháng 4 năm 2012. Trung Quốc đã từ từ mở cửa lại rồi các bạn và hiện bây giờ chúng ta thấy được là chúng ta tiếp tục thấy cái sản lượng từ những nhà máy của trung quốc đó, từ từ họ phục trở lại và đây cũng là một điều tốt tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta không có còn cái vấn đề liên quan tới không có hàng hóa khó nhập vào hoa kỳ tại vì dịch bệnh vân vân nhưng cái đó đã không còn nữa đó thì có thể là chúng ta sẽ thấy lạm phát sẽ xuống nhanh hơn khi mà không có còn nhiều nhu cầu mua nữa và thậm chí ngược lại chúng ta thấy được là cái nguồn cung cũng đã từ từ tăng lên thì sẽ tốt cho lạm phát và thêm vào đó các bạn thấy được là cái sàn chứng khoán Hồng Kông thì hôm nay rất là lạc quan đã tăng 3.04% rồi nói chung đó, thì Trung Quốc thường thấy được là có một số những cái nỗ lực sau một cái thời gian đóng cửa dài hạn liên quan tới dịch bệnh thì nền kinh tế Trung Quốc thực ra cũng đã có nhiều cái sư rạn nứt trước đó rồi Bây giờ tôi nghĩ là họ cũng đã sốt sắng hơn để hồi phục lại kinh tế một cách nhanh nhất có thể. Thì đây cũng là một trong những điều tôi nghĩ là tốt đối với lại lạm phát. Và đương nhiên tốt với lạm phát thì có khả năng là FED à, sẽ không cần phải dựa lãi suất lâu như vậy được và nếu như mà điều đó là sự thật đó thì à, chúng ta có thể thấy là DXY sẽ có một cái sự giảm xuống nếu như mà đồng đô la không tiếp tục mạnh nữa thì vì FED sẽ có chiến lược khác liên quan đến tiền tệ thì điều đó sẽ tốt đối với những thị trường rồi về BTC đó thì chúng ta có một cái thông tin rất là thú vị đây là cái thông tin cho thấy được là cái số lượng BTC ở trên sàn đó mặc dù chúng ta đã trải qua một năm 2022 không được tốt có nhiều cái sự kiện xấu nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là những sự kiện đó đó thật ra lại là một cái sự thúc đẩy dẫn đến nhiều người đó rút bịch khôi ra khỏi sàn và đây là hiện tượng chúng ta đã có từ tháng 3 của năm 2020 rồi nhưng mà sau đó các bạn được là chúng ta lúc đó có tới khoảng chừng là 3 triệu 2 BTC trên tất cả những sàn bây giờ chúng ta chỉ còn một con số rất là nhỏ mà thôi các bạn được con số bây giờ chỉ còn có 2.2 triệu BTC trên tất cả các sàn mà thôi mỗi một lần chúng ta thấy là có công ty này công ty kia bị khai bảo vệ phá sản đó, thì mọi người lại hoảng sợ và rút tiền ra khỏi uh, thị trường các bạn được đây là cái uh, thời điểm À, chúng ta thấy đã xảy ra đối với lại Celsius, Voyager vân vân rồi sau đó chúng ta lại có sự kiện liên quan tới FTX đó là cái thời điểm lại có nhiều BTC rời khỏi hơn và gần đây đó chúng ta thấy được là cho dù giá cả có một cái sự hồi phục mạnh từ đầu năm tới bây giờ nhưng mà chúng ta vẫn không thấy dấu hiệu là nhiều BTC đẩy ngược cho lên sàn và nếu như đó xảy ra thì đó là một cái dấu hiệu là có thể người ta đẩy lên để mà bán hay là chốt lời hiện bây giờ đó thì chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu đó xảy ra và nhiều bạn thì nhiều khi xem thông tin này đó thì không có lòng tin nói là đúng là chúng ta thấy cái số lượng BTC rời khỏi sàn liên tục trong vòng một thời gian qua nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là giá cả sẽ tăng thì trong thời gian ngắn hạn hay là trong thời điểm đó đó có thể là đúng các bạn tại vì nếu chúng ta muốn giá cả của bất cứ cái gì đó tăng lên thì chúng ta cần phải có hai điều xảy ra chúng ta biết là giá cả thì được quản lý bởi nguồn cung và nguồn cầu khi mà chúng ta muốn giá tăng mà tăng mạnh thì chúng ta phải có hai điều xảy ra thứ nhất là cái nguồn cầu phải tăng lên thứ hai là nguồn cung giảm xuống thì cái chúng ta nhận được gần đây đó là cái nguồn cung giảm xuống rất là nhiều nhiều đến nỗi nào, nhiều đến nỗi mà chúng ta có thể nhìn thấy là nếu chúng ta so sánh cái số lượng BTC trên những sàn bây giờ đó so với lại cái số lượng BTC mà đã không được di chuyển hơn 10 năm các bạn. Cái số lượng BTC mà không được di chuyển hơn 10 năm đó thống kê dựa theo Classno là 2 triệu 6, 6 BTC. Có nghĩa là khoảng 16% nhiều hơn cả cái số lượng BTC ở trên những sàn hiện bây giờ. Và có thấy nhiều bạn nói là trên căn bản đó cái số lượng BTC được lưu trữ trên những ví mà đã hơn 10 năm rồi không có bất cứ động tĩnh gì thì có thể là những BTC này đã thuộc về À, một số người mà họ có thể đau qua đời hay là họ mất khóa cá nhân thì cũng có thể đúng các bạn nhưng mà chúng ta cũng biết là trong cái nhóm người này những người mà lưu trữ BDC hơn 10 năm mà không di chuyển đó cũng còn một số người có thể quản lý được BDC của họ cho nên dần đây chúng ta mới thấy được là lâu lâu thì có những thông tin như là cái ví này đã đã không hoạt động 7 năm 10 năm rồi đột nhiên hoạt động trở lại thì đây cũng là cho chúng ta thấy thực sự được có một số người đó có cái lòng tin cực kỳ vững chắc có thể nói là lòng tin này còn vững chắc hơn cơ thường nữa các bạn trong 10 năm qua biết bao nhiêu là sự kiện xảy ra giá cả tăng trưởng như thế nào có thể đây là một số người nếu như họ thật sự vẫn còn khóa cá nhân mà họ không lưu trữ BDC hơn 10 năm thì đây là những người mà lòng già sắt đá không nghe không thấy các bạn nhưng mà cái mình thường muốn chia sẻ ở đây đó là khi chúng ta nhìn thấy được là cái nguồn cầu có cái sức hút trở lại tiếp tục tăng trưởng trở lại đó thì chúng ta mới thấy lúc đó là có một sự tăng giá cực kỳ mạnh giống như chúng ta đã từng nhìn thấy thời điểm tháng 3 năm 2020 lúc đó là cái lúc mà dịch bệnh nó đầu bùng nổ các bạn và chúng ta thường là có rất nhiều BTC rút ra khỏi sàn nhưng mà giá cả hầu như là không có sự thay đổi các bạn trong khoảng thời gian này thì thường xuyên và các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn thì trong khoảng thời gian này đó từ thời điểm là tháng 3 mãi cho đến là tháng 10 đó thì có rất nhiều bạn cũng hỏi thường là chúng ta cũng không thấy giá cả tăng tuy là thuận chia sẻ là chúng ta tiếp tục thấy BC rời khỏi tại vì sao tại vì lúc đó có thể là nhu cầu nó không có mạnh các bạn nhưng mà chúng ta khi mà bắt đầu bước qua cái thời điểm là tháng 11 của năm 2020 có nghĩa là khoảng chừng 6 tháng thường nhớ là sau khi mà có Bitcoin halving thì chúng ta thấy được là cái sự hứng thú lại từ từ nóng trở lại và khi mà chúng ta thấy được là cái nguồn cầu tăng trở lên thì giá cả sẽ có một sự tăng đột biến. Tại vì sao? Tại vì nguồn cung đã giảm xuống trước đó rồi. Cho nên các bạn thấy được trong khoảng thời gian này nếu các bạn nhìn kỹ hơn đó là giá cả có một cái sự tăng mạnh từ thời điểm là khoảng chừng tháng 10 năm 2020 cho nên khi chúng ta tới cái mức là khoảng 63.000 năm 2021 thời điểm là hồi tháng 4 các bạn Nhưng mà trong thời gian đó các bạn nhìn thấy được là cái số lượng BTC trên sàn đó Thì cũng mất đi từ từ nhưng mà cái tốc độ đã không như trước đó nữa Nhưng mà cho dù là BTC không rời khỏi nhiều Nhưng mà giá cả vẫn tăng mạnh thời điểm đó Tại vì BTC rời khỏi trước đó rồi Khi chúng ta đã có cái nguồn cung giảm xuống Nguồn cầu mà tăng lên thì giá sẽ tăng vọt và đương nhiên đối với thôi nhiều bạn cũng đã biết đây là thời điểm tích lũy chờ đợi tới lúc thị trường ấm trở lại